Nhưng mà quý vị tin phước lực mới quan trọng á, đừng có so. Với những cái vừa rồi á, Thiện Trang vô tình á, thật ra ngày Thiện Trang nghĩ là phước lực giúp cái cô đó, cái cô ở cô đó tên Facebook thì Giang gì đó, thì đâu ở Hà Nội đó. Trước kia cô cũng có từng gửi tới để tới, hình như mấy trăm ngàn á, để giúp để làm máy mấy ngày pháp để tặng người ta cho mọi người á. Thì sau khi chuyển tới thì cô cũng mới đầu không có tin là sao, cũng có điện tới hỏi thế này hỏi thế kia, sau này thấy Thiện Trang là có ghi hết chi phí này đó, sau đó mới yên tâm là những ngày sau cứ thế mà chuyển thôi. Mỗi lần chuyển rất ít, 100, 200 ngàn. Thiện Trang kêu, ui cái người này lạ ha, mỗi lần chuyển chỉ có 100, 200 ngàn, có khi không đủ để mua cái máy nữa. Nhưng mà chắc là người ta có vấn đề gì đó, Thiện Trang thì không biết. Đến vừa rồi thì đúng là khi người ta mất vì cái bệnh ung thư đó, tự nhiên có người đăng lên là Thiện Trang thấy. Là Thiện Trang nhớ, thì ra người này thì chị hồi hướng đi, mình mấy ngày nay mình tranh thủ hồi hướng. Đó là gì? Phước lực. Phước lực quan trọng. Phước lực mới khiến cho Thiện Trang thấy. Chứ bình thường chắc người khác chắc là chị đăng lên mạng hay không, Thiện Trang không thấy. Cho nên là mình hãy tin, tin vào cái phước lực của mình á, nó quan trọng lắm. Quý vị có phước rồi á, tự nhiên là chúng sanh nó lo cho mình đó. Rồi quý vị có phước rồi á, tự nhiên mọi chuyện nó suôn sẻ hết á. Tu hành có phước quan trọng nha. Cho nên không thể bỏ cái vấn đề tu phước. Mình phải ráng, mặc dù đời sống khó khăn, mình cũng ráng nhín ra chút để phóng sanh, nhín ra chút để làm việc khác, này việc kia. Còn ai làm sai họ đã chịu. Ví dụ quý vị chuyển tới tiền người ta không làm đúng, người ta làm vậy, người ta chịu trách nhiệm nhân quả, người ta chịu. Còn quý vị làm bằng cái tâm chân thành, quý vị làm được rồi đó. Tu là tu từ căn bản, chứ không phải nói trên trời đại thừa giáo lý mầu nhiệm sâu xa mà mình không có làm được cái gì hết thì không có ý nghĩa đâu. Đầu óc quý vị thành sở đi trước, càng ngày tự cho mình và biết, tự biết nhiều nhưng không có làm được, cái đó nó chướng ngại hơn nữa. Nghe pháp không hiểu đó, sau này càng nghe càng không hiểu mà tự mình nghĩ là mình đã biết rồi, rất là khổ. Nhiều người rớt vào trạng thái đó, hãy cố gắng kiểm tra lại mình đừng rớt vào sở đi trước. Rồi bây giờ